Chị, chào mừng chị đã đến với buổi chia sẻ của Hùng ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì Hùng bắt gặp thông tin một bài báo rất là thú vị, một cái tiêu đề rất là tò mò, hấp dẫn cả nhà. Đó là ai hạ giá đất nền 10 đến 20% tôi mua ngay. Thì đọc bài báo này rất là thú vị cho nên Hùng muốn chia sẻ cho cả nhà về bài báo này. Nói về trong việc Covid này có rất nhiều anh chị nhà đầu tư trông chờ ở bất động sản rất giá. Nhưng thực sự bất động sản nó không bao giờ rất giá cả nhà. Chẳng qua vào những cái thời điểm mà những nhà đầu tư vào tiếp cận giá đất đang ở trên đỉnh thì dẫn tới là khi đó khi mà thị trường xuống thì dẫn tới là cái giá này bắt buộc người ta phải bị ảnh thứ nhất là muốn giải quyết một cái vấn đề nào đó, chuyện gia đình hay là con cái học hành cho nên dẫn tới họ mới bán, hoặc là những anh chị bị dính vào đòn bẩy tài chính của ngân hàng thì áp lực trả nợ tiền gốc tiền lãi dẫn tới là những nhà đầu tư này mới muốn bán thấp hơn giá thị trường. Chứ thật sự bản chất giá đất của bất động sản á nó sẽ không bao giờ được rớt giá cả. Đó là lời khẳng định của anh V, ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khi đang nắm trong tay số tiền nhàn rỗi kha khá và nhờ môi giới tìm đất hạ giá để gom vào, cũng như một số nhà đầu tư có sẵn dòng tiền khác trên thị trường. Mấy tháng nay anh V vẫn âm thầm đi săn hàng ngột, hàng bán giá dưới giá vốn để mua vào. Tuy nhiên, gần 2 tháng nhờ môi giới thân thiết anh vẫn chưa mua được bất động sản như kỳ vọng. Theo như nhà đầu tư này, ở thời điểm này là cơ hội để đi săn bất động sản giảm giá, nhưng gần như đất nền không giảm giá như mình tưởng. Lúc này chỉ cần nền nào tại thành phố Thủ Đức giảm chỉ cần từ 10 cho tới 20% so với giá thời điểm trước Tết là anh mua ngay. Anh V cho hay có sẵn dòng tiền nhưng theo cách anh V nói để kiếm được bất động sản giảm giá lúc này là không phải dễ. Dường như các nhà đầu tư nắm bất động sản cũng đang ở yên theo dịch và chờ đợi thị trường. Theo anh V, trong tháng 7 năm 2021, môi giới nhắn có anh một nền đất giảm 50 triệu đồng tại phường Long Phước. Nhưng khi xem miếng đất trên sổ thì không được đẹp, hẹp hậu, đường xe máy vân vân nên anh không mua. Hiện tại thì anh vẫn nhờ môi giới quen tìm hàng tốt, giá tốt để mua vào. Nhưng tính ra hơn 2 tháng nay, anh vẫn chưa mua được các nền đất ưng ý, gần như là giữ giá hoặc là giá cao hơn 15 cho tới 20% so với giá trước Tết. Nhà đầu tư này cho hay, theo tính toán của anh V, nếu mua được lô đất hạ giá từ 10 cho tới 20% ở thời điểm này, nghiễm nhiên mình giá hời được khoảng hạ giá đó mà không phải bất kỳ thời điểm nào cũng có thể mua được. Chẳng hạn như nền đất giá trị 1 tỷ đồng, giảm 20% nghĩa là giảm được gần 200 triệu. Nếu như mà so với gửi ngân hàng, số tiền 1 tỷ đến thời điểm trước Tết thì chỉ lời khoảng 50 triệu đồng. Mà thời điểm này, nếu cuối năm mua ra hàng với giá 1 tỷ vẫn lời được 20%. Còn nếu như nhà đầu tư vay ngân hàng thì vẫn lời khoảng 15%. Ở trường hợp thì thị trường ổn, cuối năm nếu bán ra sẽ cao hơn giá thị trường khoảng 20%. Cho nên với nhà đầu tư có dòng tiền sẵn sẽ không thiệt đi. Đi đâu nếu như mà một bất động sản giảm giá. Theo như các anh V nói thì với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản đất nền của mình đó, thì đất nền là phân khúc rất khó giảm sâu. Có chững chững lại một chút thì so với thời gian rồi sẽ bật dậy tăng giá rất nhanh, nhất là khi được trợ lực bởi yếu tố về hạ tầng, về giao thông, về những yếu tố về quy hoạch, vân vân. Theo như các chuyên gia đa số các nhà đầu tư có kinh nghiệm á, thì thời điểm này là rất nhiều nhà đầu tư đi đầu tư bất động sản. Khi mà những lúc khó khăn á, thì ai cũng sẽ sợ không đầu tư, đúng không cả nhà? Ai cũng sẽ là quan sát chờ yên ắng, quan sát thị trường như thế nào. Tuy nhiên đối với những nhà đầu tư bất động sản về chuyên nghiệp á, những lúc họ đi đầu tư để săn hàng, họ cũng là những người nếu từng trải qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường bất động sản. Như chia sẻ mới đây của chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho hay, những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ có khả năng tài chính tốt nên có phương án dự phòng cho những rủi ro xảy ra trong quá trình đầu tư. Vậy là đối tượng nắm rõ được chu kỳ lên xuống của thị trường bất động sản, việc giá bất động sản sẽ tăng trưởng như thế nào. Cho nên bên cạnh việc giữ giá tài sản để chờ cơ hội sau dịch, nếu có tiền những nhà đầu tư này vẫn âm thầm gom hàng tốt, có thể giá chỉ cần giảm 5 đến 10% là họ vào mua ngay. Dĩ nhiên là phải có dòng tài chính nhàn rỗi, không phải đi vay ngân hàng. Nhưng ở bối cảnh thị trường hiện nay, đa số những nhà đầu tư có hàng vẫn đang gồng và chờ dịch bệnh qua đi, cho nên để mua bất động sản giảm giá cũng không phải dễ. Theo các chuyên gia lúc này, nhà đầu tư thường sẽ nắm giữ và chờ phục hồi hơn là chấp nhận bán nhanh với giá thấp hơn thị trường. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ nhà đầu tư chấp nhận bán đi các sản phẩm tốt với mức giá điều chỉnh nhằm thu về dòng tiền phục vụ các nhu cầu khác. Chia sẻ tại tọa đàm tới đây, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho hay, thị trường hiện nay đã xuất hiện những giao dịch chốt ở mức giảm giá 20 cho tới 30%, nhưng chúng ta chưa nhìn thấy xu hướng giảm giá trên thị trường. Đó là do nhóm nhà đầu tư đang kẹt tiền trong bất động sản và nhóm người sẵn tiền để mua đang chờ nhau. Đây là bài toán rất là cân não giữa người mua và người bán.
Theo ông Nguyễn, dễ nhận thấy nhóm người sẵn tiền mua, tranh thủ cơ hội những nhà đầu tư khác đang ngộp để mua vào với giá tốt, tin rằng bất động sản sẽ phải giảm giá và chờ. Thì những chia sẻ của chuyên gia và những nhà đầu tư và chuyên nghiệp trong thời đại hiện tại, nếu như mà anh chị đã có dòng tài chính tốt thì anh chị vẫn có thể là mạnh dạn mình có thể đi tìm kiếm một cơ hội đầu tư. Với chia sẻ với góc nhìn của Hùng thì hiện tại nếu như mà quý anh chị có dòng tài chính trên dưới 1 tỷ đồng thì anh chị có thể là tham khảo về thị trường Diên Khánh và thị trường Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa, bởi hai khu vực này có những cái yếu tố là gia tăng giá trị rất là tốt, đặc biệt là thị trường bất động sản của khu vực Cam Lâm định hướng phát triển thiên về dịch vụ du lịch, và đặc biệt thì Cam Lâm được mệnh danh là thành phố là một huyện mới giữa hai thành phố du lịch đó là Cam Ranh và thành phố Nha Trang, là một cái huyện được mệnh danh là CDC, có biển bãi dài thuộc top 10 vịnh đẹp nhất thế giới, và bên cạnh đó là có đầm Thủy Triều rất là đẹp với rất nhiều cái dự án quy mô. Nếu như quý chị có muốn tìm hiểu về thị trường bất động sản của Cam Lâm cũng như là thị trường Diên Khánh, có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349 thì Hùng sẽ chia sẻ hơn nhiều cho tất cả quý anh chị. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.